sang cái bài số 2 trong cái chương hydrocarbon thơm. Bài số 2 ngày trước là có cái bài này có 3 bài thôi, nhưng bây giờ chỉ còn 2 bài thôi. Bài số 2 styrene. Styrene. Công thức phân tử của styrene C8H8. Công thức cấu tạo. Nhớ ghi bài đầy đủ vào vở nhá. CH đối đôi CH2. Chính vì vậy nên styrene này là tên thường. Ngoài ra nó còn có một cái tên gọi nữa, đây là nhóm thế vinin. Thì nó còn một cái tên gọi nữa là vinin benzen. Vinin benzen. Ok chưa? Đồng nào nó phân danh khác không có xét, đúng chưa? Mình chỉ nói là tính chất vật lý thì tương tự như benzen. Không màu, nhớt, đúng chưa? Mùi hơi thơm. Mình xét đến tính chất hóa học thôi. Tính chất hóa học. Các em quan sát kỹ về mặt cấu trúc của styrene thì nó được tách làm thành hai phần chính, đúng không? Một phần là nhóm chức vi à, một phần là nhóm thế vinin có nối đôi CC, còn một phần là anh vòng thơm benzen. Chính vì vậy nên tính chất của thằng vinin benzen là nó sẽ bao gồm cả hai cái thằng tính chất. Một tính chất của thằng vinin benzen là giống với lại thằng tính chất của vinin benzen là giống với thằng nào? Là giống với lại thằng alken, là nó có phản ứng cộng này. Được chưa? Có phản ứng cộng này, có phản ứng trùng hợp này. Được chưa? Còn một cái tính chất nữa là tính chất giống của thằng benzen là phản ứng thế nhá. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta vào xét này. Ok. Chú ý nhá, thằng này là thằng mà nhẹ ăn nước không màu, nhẹ ăn nước và không tan trong nước, được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có tính chất của PCC nhá. Vậy một nhỏ là phản ứng cộng. Phản ứng cộng. Với các anh mà styrene ấy thì nó sẽ có cái cộng đầu tiên là xác định cộng với brom nhé. A nhỏ tác dụng với lại brom thì anh styrene, thầy vẽ ra cho ta nhìn. Styrene đây, CH nối đôi CH2 mà cộng với brom thì như chúng ta biết là phản ứng xảy ra ở điều kiện thường. Điều kiện thường hai nối đôi này, cái nối đôi liên kết đôi này đứt ra, liên kết đôi này đứt ra, CH chia hai cái vạch lên đầu CH2, mỗi cái vạch này một thằng brom cắm vào đây, brom cắm vào, được chưa? Vì vậy mình sẽ có là styrene là mất màu dịch brom điều kiện thường, styrene làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường. Ok, styrene làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường đấy nhá. Ngoài ra thì dĩ nhiên thì nó vẫn có phản ứng cộng với là bọn HBr hay là bọn HX cộng với lại tác dụng với HBr cũng tương tự thôi ạ. Nhưng chú ý lúc này là chân dài thì phải cặp với gì ạ? Chân dài là phải cặp với đại gia CH2 cộng với lại HBr, phản ứng cũng xảy ra ở điều kiện thường. Chân dài cặp với lại đại gia CH2 chia hai cái vạch ra thì một vạch là brom cắm, sorry chỗ này là HBr rồi, một vạch là H cắm đấy nhá, để tác dụng HBr. Thêm một chút nữa là C là nếu mà tác dụng với hydro xúc tác niken thì phản ứng là đặc biệt hơn một chút xíu, là tất cả mọi liên kết pi bị đứt gãy hết. Tất cả mọi liên kết pi bị đứt gãy hết. Hydro xúc tác niken nhiệt độ. Lúc này tất cả mọi liên kết pi bị đứt gãy hết. Đây, đứt gãy hết. Đấy, để chia ra CH2. Và anh này là CH3. Được chưa? Ethyl cyclohexan. Cái này chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy. Để nâng cao một chút xíu thôi. Hai nhỏ là bởi vì thằng styrene có nối đôi CC nên nó sẽ có phản ứng trùng hợp. Phản ứng trùng hợp. Ở điều kiện nhiệt độ áp suất xúc tác
phải điều kiện nhiệt độ áp suất xúc tác. Lúc này thì mình phải viết thằng này dưới dạng này. Trùng hợp thì mình phải chia nối đôi ra. Đây, C6H5 nhá. Nhiệt độ áp suất xúc tác. Nhiệt độ áp suất xúc tác. Thì lúc này nó sẽ bị để tạo thành gì? Nối đôi đứt ra. Đây, CH2 chia cái hàng trước, chia cái hàng sau. Anh này là C6H5. Tất cả N là... Cháu này tên là styren thì cháu này tên là poly styren ạ. Poly styren. Nhá. Thằng poly styren này thì được ứng dụng rất nhiều làm cho cốc nhựa. Ba nhỏ phản ứng oxy hóa, styren bị oxy hóa không ạ? Oxy hóa dĩ nhiên nó luôn luôn cháy trong oxy nhá. Nhưng mà ở đây chúng ta đang muốn nhắc đến là styren có làm mất màu dung dịch thuốc tím không? Thì do nó có nối đôi CC nên nó làm mất màu dung dịch KMN4 để điều kiện thường. Mất màu dung dịch thuốc tím hay là dung dịch KMNO4 ở điều kiện thường nhá. Mất màu dung dịch KMNO4 để điều kiện thường. Ứng dụng của styren thì được ứng dụng để làm sản xuất polymer nhá. Polystyrene là nhiệt dẻo trong suốt dùng chế tạo các dụng cụ văn phòng, đồ dùng gia đình. Đấy chưa? Và nó còn hay được sử dụng làm trong phản ứng đồng trùng hợp, một cái phản ứng đặc biệt là phản ứng đồng trùng hợp. Đồng trùng hợp. Mà sau này lên lớp 12 các em sẽ được gặp. Thì styrene hay được sử dụng trong phản ứng đồng trùng hợp với butadien. CH2 nối đôi CH nối đôi CH2 cộng với lại styren CH nối đôi CH2 C6H5. Nhiệt độ áp suất xúc tác. Áp suất xúc tác để tạo thành CH2 này, CH này nối đôi CH này, CH2 này, CH này, CH2 này, C6H5 này. Đóng vào ngoặc hai cái đầu cuối này lại. Sorry, chỗ này thì hết giấy rồi. Nhá. Được chưa? Để tạo thành anh này là poly buna S, hay còn được gọi là cao su buna S, là sự kết hợp giữa butadien và styren nên còn được gọi là cao su buna S. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp tục là cái việc mà chữa bài tập của phần styren. Sau khi chúng ta học lý thuyết của styren rồi thì mình có này, câu 44 đề bài hỏi chúng ta là thuốc thử dùng để phân biệt hai chất lỏng benzen và styren. Thế chúng ta vừa mới học styren xong thì chúng ta biết luôn là benzen là C6H6, còn styren là C6H5 CH nối đôi CH2. Thì chính cái nối đôi này nó làm nên cho styren khác biệt với lại thằng benzen. Thì nó khác biệt như thế nào nhỉ? Là thằng này làm mất màu dung dịch KMN4 điều kiện thường, mất màu dung dịch bro mà điều kiện thường, đúng chưa? Vậy thuốc thử để nhận biết được cả hai chất lỏng này là dung dịch KMN4 và dung dịch bro. Vậy đáp án đúng chúng ta là cả A và B đều đúng. A, B đúng. Ok. Sang câu tiếp theo là câu số 46. Hydrocarbon A có công thức dạng 46 này. Hydrocarbon A có công thức dạng CH tất cả N lần, có nghĩa là số nguyên tử carbon thì bằng số nguyên tử hydro. Một mol A phản ứng vừa đủ với 4 mol hydro. Vậy suy ra trong phân tử của A có 4 liên kết pi nhá. Thằng này có 2 liên kết pi toang luôn. Thằng này có 1 2 3 liên kết pi toang luôn. Thằng này có 4 liên kết pi bởi vì nó có vòng benzen, mà trong vòng benzen có 3 liên kết pi cộng 1 là 4 này. Thằng này có 4 liên kết pi, ok. Hoặc 1 mol brom. Chú ý, anh này thì làm mất màu 4 mol brom cơ, chứ không phải là 1 mol brom. Vậy loại nốt thằng C. Vậy cái thằng mà vừa ăn được 4 hydro mà lại vừa chỉ ăn được 1 brom thì chỉ có thể là thằng styren thôi. Đáp án đúng là đáp án D. Thực ra chúng ta còn một lý do nữa là bạn đã học về styren đúng không? Benzen, styren, etin, benzen. Đây, mình viết lại cái chuỗi bọn này. Benzen là C6H6, chẳng làm mất màu thằng gì cả. Styren là C6H5 CH nối đôi CH2 thì do có nối đôi CC nên là mất màu dịch brom và dung dịch thuốc tím. Etin benzen C6H5 C2H5 thì thằng này thì đun nóng nhẹ sẽ làm mất màu dịch KMNO4. Vậy tựu chung lại chúng ta nên sử dụng ở đây là KMNO4. Anh này không hiện tượng, anh này mất màu ở điều kiện thường. Anh này ban đầu tiên là không mất màu, không hiện tượng, nhưng mà đun nóng. Đun nóng thì dẫn đến bị nhạt màu. Bị nhạt màu. Được chưa? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án A, KMNO4. Câu số 48. Polybutadien styren được điều chế từ phản ứng đồng trùng hợp gì nhỉ? Butadien và styren. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D.
Đáp án đúng chúng ta là phải là đáp án C. Ok, sang mặt đằng sau. Câu 50, 51, 53, 55. Câu 50. Câu 50. Phân tích hợp chất hữu cơ Y. Phân tích hợp chất hữu cơ Y thì thấy có phần trăm carbon bằng 92,3, phần trăm hydro bằng 7,7. Ở điều kiện tiêu chuẩn khối lượng của 1 lít ấy là 3,485. Chất Y có tên là, theo dòng một hợp chất hữu cơ thì mình nhìn nhé. A là benzen là C6H6, B acetylen là C2H2, C styren C8H8, D toluen C7H8. Được chưa? Thế bây giờ là 1 lít thì là nặng là 3,489. 1 lít thì nặng 3,489. Vậy 22,4 lít thì nặng bao nhiêu? Đúng không? Thì mình lấy 3,489, 3,489 nhân 2,4 bằng 78,15. Thế là mình làm tròn là bằng 78 nhé. 78 bằng 78. Ok chưa? Phân tích hợp chất hữu cơ Y thì thấy có phần trăm carbon, phần trăm hydro bằng 77%. Rồi, vậy mình có này, đặt nó là CXHY thì mình được X chia Y bằng phần trăm C chia 12 chia phần trăm H chia 1. Vậy mình có này, phần trăm C của mình thì bằng 92,3 chia 12 chia 7,7 chia 1. 92,3 chia 12 chia 12 bằng 7,69. 7,7 chia 1 thì bằng 7,7. Vậy 7,69 chia 7,7 thì gần bằng 1 chia 1. Được chưa? Và do nó bằng 1 chia 1, được chưa? 1 chia 1, vậy suy ra công thức đơn giản nhất. Công thức đơn giản nhất nó sẽ là CH tất cả N lần mà phân tử khối bằng 78. Vậy suy ra mình tìm được N bằng 78 chia 13 bằng 6. N bằng 6. Vậy công thức phân tử của nó sẽ là C6H6. Và C6H6 thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. A nhá. Câu 51. Câu 51. Dùng những thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được các chất sau? Đầu tiên là etinbenzen. Etinbenzen là C6H5 C2H5. Styren C6H5 CH nối đôi CH2. Benzen C6H6. Vinylacetylen Vinylacetylen CH2 nối đôi CH, C nối 3 CH. Đấy chứ. Thế mình nhìn thấy bọn này thì mình nhìn thấy bọn này là có nối đôi, hàng này có nối đôi. Đúng chưa? Hàng này không. Vậy mình nghĩ ngay đến đầu tiên, đấy là dùng dung dịch KMNO4 nhá. Dung dịch KMNO4. Dung dịch thuốc tím KMNO4. Thì cho vào đây thì anh này không có hiện tượng gì, ở điều kiện thường là không điều kiện gì. Điều kiện thường thì không hiện tượng. Anh C6H5 CH nối đôi CH2 thì mất màu điều kiện thường. Mất màu điều kiện thường. Đúng chưa? Anh này cũng mất màu điều kiện thường. Anh này thì không hiện tượng. Vậy thì cái chất của thầy nó chia thành hai nhóm. Một nhóm là điều kiện thường không hiện tượng, và một nhóm là mất màu, mất màu. Riêng cái anh C6H5 CH2 C2H5 này nó có dạng là RC6H5, nên khi thầy đun nóng nhẹ, đun nóng nhẹ sau khi cho vào KMNO4 nhé, đun nóng nhẹ này thì thằng này bị mất màu KMNO4. Được chưa? Thằng này vốn dĩ vẫn mất màu rồi. Thằng này vẫn là không hiện tượng, không hiện tượng, không hiện tượng. Vậy suy ra khi mà KMNO4 mà thầy chia thành hai nhóm, và khi đun nóng nhẹ lên thì thầy nhận biết được cái thằng C6H5 CH5 và thằng C6H6, đúng không? Bởi vì thằng C6H6 đun nóng lên vẫn không hiện tượng nhá. Thế vậy là còn hai anh này. Hai này chúng ta nhìn đây này, để phân biệt được nhau này thì không thể dùng brom được, bởi vì cả hai thằng đều là mất màu brom. Và mình nhìn thấy anh này có hydro linh động. Đúng chưa? Vậy mình nghĩ ngay đến AgNO3. AgNO3 trong NH3 không hiện tượng, không hiện tượng, không hiện tượng, và anh này có kết tụa màu vàng. Được chưa? Kết tụa màu vàng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là sử dụng AgNO3 trong NH3 và dung dịch KMNO4, đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. D. Ok. Mình sang câu 53 nhé.
Mình sang câu 53. Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được các chất styren và vinylacetylene? Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được các chất styren C6H5, CH nối đôi CH2 và vinylacetylene CH2 nối đôi CH gạch C nối 3 CH, đúng chưa? Anh này là vinylacetylene. Thế thì mình nhìn vinylacetylene nó có hydro linh động. Vậy mình ưu tiên ngay sử dụng AgNO3 trong NH3 không hiện tượng kết tủa máu. Và vậy là đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu 55. Câu 55. Trong công nghiệp, các hydrocarbon thơm được điều chế từ gì? Trong công nghiệp, các hydrocarbon thơm thì được điều chế từ gì? Thế thì trong công nghiệp, các hydrocarbon thơm thì được điều chế từ trưng cất dầu mỏ hoặc nhựa than đá, đúng không? Hoặc là hôm nọ thầy nói rồi, đúng không? Đa số là được điều chế, đúng không? Đây, trong công nghiệp, trưng cất dầu mỏ và nhựa than đá. 56. Câu nào sau đây sai? Các hydrocarbon thơm là nguyên liệu tổng hợp nhiều polymer và cao su. Đây, câu 56 này. Câu nào sau đây là sai? Các hydrocarbon thơm là nguyên liệu tổng hợp nhiều polymer và cao su. Đúng. Đốt cháy, hydrocarbon thơm thường sinh ra nhiều muội than. Đúng. Các hydrocarbon thơm được dùng làm nhiên liệu. Hydrocarbon thơm thì có bao giờ được dùng làm nhiên liệu không ạ? Không, chẳng ai mang bọn này đi đốt ạ. Đúng chưa? Thế thì nhưng mà ở trong này thì mình thấy là cái đáp án sai nhất là cả A, B, C đều sai. Thì thằng này là sai nhất. Đúng không? Đốt cháy hydrocarbon thơm thì thường sinh nhiều muội than, đúng đúng không? Nguyên liệu tổng hợp nhiều polymer và cao su. Cao su thì không, nhưng mà polymer thì có PS, đúng không? Vậy là câu sai nhất là C. Dĩ nhiên là cả C cũng sai, nhưng mà sai nhất là D. Ok. Đấy là thầy vừa chữa cho chúng ta.